Auto 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Trong buổi chiều ngày nay, Auto 360 sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng xe sang. Đây là chiếc xe Lexus RX350 phiên bản 2008 ạ. Chiếc xe được sản xuất tháng 10 năm 2007 và được sản xuất tại Canada. Nhập về Việt Nam mình là 2008, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Chiếc xe còn rất là đẹp ạ, và chiếc xe này là cái màu xanh bổ đội đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất tháng 10 năm 2007 và được sản xuất tại Canada. Ở cái phân khúc hạng SUV thì chiếc xe này năm 2007-2008 thì rất là hot. Và ở cái thời điểm đấy thì là cái xe rất là sang trọng và đắt tiền đấy ạ. Qua hơn 10 năm sử dụng thì chiếc xe này bây giờ chúng tôi chỉ bán với giá là hơn 600 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 600 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe sang và full đồ đấy ạ. Chiếc xe này còn rất là mới và đẹp ạ, tất cả này còn nguyên bản hết ạ. Vì là chiếc xe chúng tôi vừa mới mua về cho nên là còn rất là bẩn. Cho nên tôi cũng quay lên đây cho quý vị các bạn cùng xem tạm cái đã. Sau khi chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ thì chúng tôi sẽ quay lại cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Chúng tôi cũng vừa mới mua về được cho nên là còn rất là bẩn, chưa có dọn dẹp gì được. Tôi mới quay tạm cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Tất cả còn rất là đẹp, từ ngoại thất cho đến nội thất và còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe ạ. Ở cái phân khúc xe sang cho nên là chiếc xe này được trang bị cái bộ ghế của nó là ghế rất là da, rất là xịn. Và nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Vô lăng thì cũng đã xước sát, cũng đã sờn theo năm tháng rồi. Vì chiếc xe này à, nó cũng hao mòn theo năm tháng rồi. Nhưng mà riêng về cái bộ ghế này còn nguyên bản. Nếu như những chiếc xe nào mà còn ghế mà đẹp thì chắc chắn là đã phải làm lên rồi cho nó mới đẹp được. Chủ xe đi rất là giữ gìn cho nên là cái nội thất của nó nguyên bản mà lại rất đẹp ạ. Và chiếc xe này đã đủ hết đồ rồi ạ. Đầu DVD và 3 màn hình, màn hình trước và trang bị cả 2 màn hình phía sau, 2 màn hình giải trí phía sau dành cho cái người ngồi phía sau này được xem đấy ạ. 2008 mà cái bản 3 màn hình như thế này là full đồ hết rồi đấy ạ. Tất cả từ trong nội thất cho đến ngoại thất còn rất là đẹp và rất là mới ạ. Nội thất da rất là cao cấp và là cái màu kem đấy ạ. Đây là cái phần cốp của chiếc xe ạ. Ở cái phiên bản SUV 5 chỗ này thì là cái cốp của nó rất là rộng, trần rất là sạch sẽ. Và cái nội thất của nó là màu kem cho nên là trong nội thất này nhìn rất là sang trọng và rất là sáng ạ. Cửa nóc đầy đủ rồi, nội thất da, 3 màn hình. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì được cho nên là cái phần cốp sau này nó cũng rất là bẩn ạ. Vì là chủ xe đi cũng để đồ cho nên là nó được bẩn. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị cái cốp này là cái cốp điện thôi ạ. Đóng mở bằng cốp điện, chỉ cần thao tác bằng nút bấm thì chúng ta có thể bấm đóng hoặc mở cốp. Và điều khiển được trên khóa thông minh luôn ạ. Chúng ta có thể bấm mở bằng trực tiếp tại cốp hoặc là bấm bằng chìa khóa, bấm trên khóa thông minh. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe tuy rất là bẩn vì chủ xe đang sử dụng nhưng tất cả nó còn nguyên bản ấy. Và rất là đẹp ạ. Từ năm 2007-2008 đến bây giờ thì máy móc như thế này là rất là đẹp đấy ạ. Và chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Tất cả này còn nguyên bản. Nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả.
Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Mm-hmm.